những năm gần đây với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong tỉnh được nâng cấp mở rộng khang trang góp phần quan trọng trong việc đi lại thông thương hàng hóa phát triển kinh tế xã hội ở địa phương Thông tin từ Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 8.827 km đường giao thông, trong đó đường bê tông nhựa khoảng 524 km, trên 3.244 km đường đá dâm nhựa, hơn 1.587 km đường bê tông xi măng, cùng 2.352 km đường cấp phối và khoảng 1.120 km đường đất. 1.119 km. Đến nay, toàn tỉnh có 128 trên 161 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 72 xã đạt tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường đã được chính quyền đoàn thể các xã nâng cấp mở rộng và trồng cây xanh, hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo hiệu đường bộ theo chương trình nâng cao tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.